Khi ấy cụ Thọ Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp đều như sự biến hóa thì các thứ được biến hóa đều không có sắc thật, cũng không có thọ tưởng hành thức thật, các sự biến hóa đều không có nhãn xứ thật, cũng không có nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ thật, các sự biến hóa đều không có sắc xứ thật, cũng không có thanh hương vị xúc pháp xứ thật, các sự biến hóa đều không có nhãn giới thật, cũng không có nhĩ tĩ thiệt thân ý giới thật, các sự biến hóa đều không có sắc giới thật, cũng không có thanh hương vị xúc pháp giới thật, các sự biến hóa đều không có nhãn thức giới thật, cũng không có nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới thật, các sự biến hóa đều không có nhãn xúc thật, cũng không có nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc thật, các sự biến hóa đều không có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thật, cũng không có các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra thật, các sự biến hóa đều không có địa giới thật, cũng không có thủy hỏa phong không thức giới thật, các sự biến hóa đều không có nhân duyên thật, cũng không có đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên thật, các sự biến hóa đều không có các pháp từ duyên sanh ra thật, các sự biến hóa đều không có vô minh thật, cũng không có hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, ưu não thật, các sự biến hóa đều không có pháp thế gian thật, cũng không có pháp xuất thế gian thật, các sự biến hóa đều không có pháp hữu lậu thật, cũng không có pháp vô lậu thật, các sự biến hóa đều không có pháp hữu vi thật, cũng không có pháp vô vi thật, các sự biến hóa đều không có pháp tạp nhiễm thật, cũng không có pháp thanh tịnh thật, các sự biến hóa đều không có luân hồi sanh tử trong năm đường thật, cũng không có giải thoát sanh tử trong năm đường thật. Tại sao Đại Bồ Tát đối với các hữu tình có việc làm của bậc thắng sĩ? Phật dạy: Này Thiện hiện, theo ý ông thì sao? Đại Bồ Tát khi xưa hành đạo Bồ Tát có thấy hữu tình có thể thoát các đường địa ngục, bàng sanh, quỷ giới, trời, người, trăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy: Này Thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy. Các Đại Bồ Tát khi xưa hành đạo Bồ Tát chẳng thấy có hữu tình có thể thoát ba cõi. Vì sao? Này Thiện hiện, vì các Đại Bồ Tát đối với tất cả pháp biết thấy thông đạt, đều như huyễn hóa, hoàn toàn chẳng phải thật có. Cụ Thọ Thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát đối với tất cả pháp biết thấy thông đạt, đều như huyễn hóa, hoàn toàn chẳng phải thật có, thì Đại Bồ Tát vì việc gì mà tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa? Vì việc gì mà tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc? Vì việc gì mà tu hành bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo?